Chào mừng các bạn đến với channel SPN Sentai. Video hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu và tổng hợp toàn bộ các cơ khí có trong series Engin Sentai Gohan nhỏ nhé. Nào, chúng tôi cùng bắt đầu. Giới thiệu chung, trong Super Sentai, Buren Guardado được biết đến là một vũ trụ rộng lớn. Nó bao gồm 11 chiều không gian riêng biệt. Con người chúng ta sinh sống ở một trong 11 chiều không gian này và được gọi là thế giới của loài người, Human Guardado Man. Và còn rất nhiều những nơi khác nữa, ví dụ như thế giới Samurai hoặc thế giới Giáng sinh. Nhưng chủ đề ngày hôm nay mình muốn nói tới đó chính là thế giới máy móc, Machine Guardado. Đây là nơi sinh sống của những sinh vật xe cộ khổng lồ, chúng được gọi là engine hay còn được hiểu là động cơ. Bạn có biết nếu dựa theo chữ kanji thì engine lại có nghĩa là thần lửa. Ở bất cứ đâu cũng vậy, cũng có người tốt và kẻ xấu, thì ở trong thế giới máy móc này, Gaiaku chính là một tổ chức phản diện. Chúng là những kẻ với tham vọng xấu xa và tràn đầy mong muốn gây ô nhiễm cho mọi thế giới. Vì không muốn điều đó xảy ra, có một nhóm người trong số các cư dân đã đứng lên chống lại và truy đuổi chúng tới tận thế giới của loài người. Ở nơi đây thì họ đã tìm thấy cho mình những cộng sự chiến hữu để cùng nhau chiến đấu chống lại thế lực Gaiaku. Tuy nhiên có một sự thật là khi ở thế giới con người thì các engine lại không thể duy trì sự sống khi ở kích thước đầy đủ của họ. Nên cách duy nhất để tồn tại ở thế giới này đó là họ phải tách cơ thể của mình ra thành hai mảnh, được gọi là engine Soru và engine Kasto. Thông thường thì engine Kasto sẽ được cất ở bên trong một chiếc vali, được gọi là engine Asu, cho đến khi các chiến binh cần sử dụng tới. Còn engine Soru thì luôn được đặt ở hộp khóa thắt lưng của các chiến binh. Nếu engine muốn trở lại hình dạng bình thường, chúng cần con người đặt engine Soru vào bên trong engine Kasto. Và có một lưu ý là engine Soru cũng có thể được đặt ở trong các engine Kasto khác nhau. Ví dụ như trong tập 14 thì Hanto đã quăng engine Soru vào trong engine Kasto không tương ứng, nên buộc linh hồn của họ phải chiến đấu trong hình dạng của các engine khác. Đặc biệt hơn cả là khi các engine và trái tim con người được hòa làm một thì một thứ sức mạnh to lớn sẽ được sinh ra. Cũng vì vậy, để chiến đấu và bảo vệ thế giới này, họ cần phải có sự kết hợp đến từ sức mạnh của cả con người. Tiếp theo, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu về các cơ khí engine. Cơ khí thứ nhất là engine Speedoru, cơ khí này thuộc quyền sở hữu của riêng chiến binh Gohan Red. Speedoru mang ngoại hình của một chiếc xe thể thao, nhưng nó được thiết kế theo mô típ của một loài chim bay trên cạn lớn nhất ở Tây Bán Cầu, đó chính là Kenken. Trong chiến đấu, Speedoru được thể hiện là một chiếc xe có động cơ rất mạnh mẽ, mang ngoại hình của một dòng xe thể thao, nên tốc độ chính là ưu điểm của cơ khí này. Nó có thể né tránh mọi đòn tấn công đến từ phía đối thủ, hoặc tạo ra những pha đóng cua mượt mà khiến kẻ thù không thể bắt kịp. Mỗi khi cần thiết, Speedoru có thể tăng tốc cực đại để sẵn sàng cho một cú lao người cực mạnh về phía đối phương. Hoặc ở phía trên thân của cơ khí này còn được trang bị 6 ống bô dùng để phun ra những vòi lửa xung quanh cơ khí nhằm đốt cháy những kẻ thù mà nó đi qua. Không chỉ vậy, Speedoru cũng có thể sử dụng khả năng bay bằng cách gập hai chiếc cánh ở hai bên hông xuống, đồng thời ở phần dưới sẽ xuất hiện hai cánh tay như để tạo đòn bẩy cho một cú bật lên trên không. Khi tấn công, hai cánh tay này được sử dụng tương tự như những chiếc chân đầy mạnh mẽ của loài chim săn mồi, khi nó có thể tóm gọn và nhanh chóng hạ gục những con mồi. Khác với vẻ ngoài là một cơ khí có phần nhanh nhẹn và hoạt bát, bản tính thật sự của Speedoru lại là một người rất chân thật. Vì anh ấy luôn sống chuẩn với bạn bè của mình và đặc biệt là với người cộng sự Sosuke. Như chúng ta đã thấy, Speedoru không hề muốn để Sosuke thất vọng về bản thân, nên anh ta thường xuyên phải xin lỗi vì những hành động có phần quá khích của mình. Điều đó về cơ bản là hoàn toàn tốt đấy chứ. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Speedoru sẽ tạo thành cánh tay, đầu và thân trên cho Robo Engino. Ngoài ra, Speedoru có phần khá tương đồng với cơ khí Zeto Hoku từ series Zetman. Và đây cũng là cơ khí thứ hai được dựa theo mô típ của loài Kenken trong thế giới của Super Sentai. Cơ khí đầu tiên theo mô típ này là Zeto Kondoru. Mặc dù có họa tiết của loài chim Kenken và khả năng bay, nhưng vẫn chưa thể xác nhận chính thức rằng Speedoru thuộc chủng tộc cánh. Bởi vì như đã thấy trong tập 15, khi đối đầu với tên quái vật Hidame Kimedesu, lúc hắn ở trên không, Speedoru đã tuyên bố rằng khả năng của anh ta là nhảy chứ không phải bay, và do đó anh ấy không thể ngăn chặn được hắn. Cơ khí thứ hai là Engine Basuon. Đây là cơ khí cá nhân của riêng chiến binh Gohan Blue. Engine Basuon mang ngoại hình của một chiếc xe buýt và nó được thiết kế theo hình dạng của một con sư tử. Trái ngược với người cộng sự điềm tĩnh và thông minh của mình là Ren, Engine Basuon lại mang một tính cách cực kỳ nóng vội và bốc đồng. Điểm đặc biệt ở cơ khí này là nó được trang bị một màn hình LED hiển thị thông báo ở trên phần đầu, ví dụ như chữ Stop dừng lại hoặc tiến lên Go Under. Trong chiến đấu, do sở hữu một kích thước khá to lớn nên Engine Basuon có thể lấy đó làm lợi thế để thực hiện các cuộc tấn công đâm xuyên qua mọi chướng ngại vật hoặc kẻ thù. Mỗi khi phải đối mặt với những mục tiêu ở tầm xa, trên màn hình sẽ xuất hiện dòng chữ Fire, điều đó là để báo hiệu cho người điều khiển cần kích hoạt chế độ tên lửa. Khi đó, hai bệ phóng tên lửa ở phần lưng cơ khí sẽ được nhô lên và sẵn sàng cho những cú bắn liên hoàn nhằm tiêu diệt mọi kẻ thù trước mắt. Hoặc bệ phóng này cũng có thể bắn ra một chùm tia laser mang năng lượng màu tím tới một mục tiêu chỉ định. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Engine Basuon sẽ tạo thành hông và đôi chân cho Robo Engino hoặc bất kỳ một sự kết hợp tổng thể nào khác. Cơ khí thứ ba là Engine BRBI, cơ khí này thuộc quyền sở hữu của riêng chiến binh Gohan Yellow. Dựa vào tên gọi của nó là BRV thì chúng ta có thể dễ dàng đoán được đây là sự kết hợp giữa hình ảnh của một con gấu và một chiếc xe được gọi là RV. Nhưng thực tế thì mình thấy ngoại hình của BRV lại giống với một loại xe khác, đó là xe vượt địa hình. BRBI mang giới tính nữ, cô sở hữu một tính cách vui vẻ và có phần khá đánh đá, người được cho là xưa nay chưa từng ngán bất cứ một thử thách nào. Sakiai gọi cô ấy bằng cái tên BRU thay vì BRBI.
Trong hình dạng engine, hơi khác so với hai cơ khí trên ở chỗ, khi họ giao tiếp bằng cách bập bẹ ở phần miệng, thì Beru khi nói, phần đầu của cô lại có khớp gập lên hay gập xuống rõ ràng. Điều này đã khiến cho cơ khí như thể đang sở hữu một phần miệng khá to. Như đã thấy trong tập 26, Beru đã từng tỏ ra bị say nắng bởi anh chàng engine Zetorasu. Nhưng sau đó cho đến cuối tập phim thì thứ tình cảm này cũng đã biến mất nhanh chóng bởi sự thay đổi đột ngột về mẫu bạn trai trong tưởng tượng của cô ta. Trong chiến đấu, Beru có thể phi lên trên không và sử dụng chiếc miệng to chà bá của cô để cắn nát mọi đối thủ. Mỗi khi phải đương đầu với những mục tiêu ở trên không, cơ khí này cũng có thể bắn ra những loạt đạn tên lửa từ phần bên trong vào miệng. Chiêu thức này có phần hơi giống so với loạt đạn từ engine Basion, chỉ khác đôi chút về cách thức khai hỏa. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Beru sẽ tạo thành phần thân giữa cho robot engine O hoặc bất kỳ một sự kết hợp tổng thể nào khác. Mỗi khi cần thiết, phần thân dưới của Beru được sử dụng như một tấm khiên cầm tay cho robot. Cơ khí thứ tư là engine Baruka. Đây là cơ khí cá nhân của riêng chiến binh Gowan Green ra mắt trong tập 3 của phim. Baruka mang ngoại hình của một chiếc xe máy, nhưng nó được thiết kế theo hình dạng của một loài cá hổ kình, hay còn được gọi là cá voi sát thủ. Không rõ lý do vì sao, khi lần đầu ra mắt, Baruka đã giới thiệu mình là một engine mang dòng máu Latin, và anh ấy có thể nói được rất nhiều các thứ tiếng khác nhau, ví dụ như tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý và tiếng Pháp. Khi giao tiếp, anh ta thường hay xen những câu chữ nước ngoài vào cuối câu nói của mình, ngay cả khi chúng chẳng có ý nghĩa gì cả, ví dụ như Ciao, Mamma Mia, Bravo. Baruka được miêu tả là một chàng trai khá dễ tính và luôn yêu thích những cô nàng xinh đẹp. Điển hình là việc khi vừa bước chân tới trái đất, anh ấy đã muốn Shaki làm cộng sự của mình thay vì Hanto. Nhưng sau đó, khi chứng kiến tinh thần dũng cảm mà Hanto đã chiến đấu để giành lại engine Castor từ tay tên quái vật Kegarishia, Baruka đã chấp nhận và lựa chọn Han để làm người cộng sự chiến hữu cho mình. Có lẽ vì tính cách có phần hơi tự do và phóng khoáng, nên cơ khí này thường xuyên hành động theo cảm xúc và chẳng nghĩ ngợi gì quá sâu xa, hay như thể anh ta không muốn tuân theo bất cứ một quy tắc gì cả. Trong chiến đấu, tốc độ di chuyển là thứ không phải bàn tới đối với một chiếc xe máy như Baruka, nhưng cái đáng nói ở đây chính là sự linh hoạt và uyển chuyển mà cơ khí này luôn mang trong mình, khi nó có thể dễ dàng né tránh để vượt qua mọi đòn tấn công tầm xa đến từ phía đối thủ. Để tấn công, Baruka sẽ sử dụng chiếc đuôi của mình tương tự như một thứ vũ khí tầm gần, bằng cách quay toàn bộ phần thân trên cùng chiếc đuôi để tạo thành một vòng tròn nhằm cắt ngang qua người những kẻ thù mà nó đi qua. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Baruka sẽ tạo thành cánh tay phải cho robot Engine O. Ngoài ra, bạn có biết lý do tại sao mà Baruka và Hanto không bị chóng mặt mỗi khi họ cùng thực hiện các đòn tấn công quay tròn không? Đó là bởi vì cả hai đều thích đi tàu lượn siêu tốc. Chính vì vậy, việc quay vòng vòng là điều rất thú vị và đơn giản đối với họ. Cơ khí thứ 5 là Engine Ganpado. Cơ khí này thuộc quyền sở hữu của riêng chiến binh Gowan Black, ra mắt trong tập 3 của phim. Engine Ganpado có ngoại hình khá giống với một chiếc xe cảnh sát đua công thức và nó được thiết kế theo hình dạng của một loài chó được biết đến với lòng trung thành bậc nhất, đó là chó béc dê Đức. Ganpado là một engine sở hữu một tính cách nghiêm túc và có phần khá chuyên nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ. Anh ta luôn sẵn sàng truy đuổi mọi kẻ thù phạm tội và hành động như thể đang thực thi luật pháp. Trong lần đầu ra mắt, Ganpado đã thể hiện một thái độ không mấy thiện cảm và có phần khá bướng bỉnh khi anh ta không muốn thừa nhận Ganpei là cộng sự của mình, mặc dù Ganpei cũng là một cựu cảnh sát chân chính. Nhưng rồi cho đến cuối cùng, khi Ganpado nhận ra rằng Ganpei là người hoàn toàn xứng đáng với nguyên tắc chiến đấu vì công lý của anh ấy, kể từ đó Ganpado mới thật sự chấp nhận Ganpei là một chiến hữu tri kỷ. Có lẽ không phải tự nhiên mà Ganpado được các engine hay gọi với biệt danh là tay súng bắn tỉa số 1. Và danh hiệu này dường như đã ảnh hưởng trực tiếp đến một phần tính cách của anh ta, khi Ganpado luôn đòi hỏi một sự chính xác tuyệt đối đến từ người cộng sự của mình trong mọi cú bắn. Minh chứng là trong tập 7, Ganpado đã mắng mỏ Ganpei chỉ vì anh ta đã bắn trượt 3 phát súng vào tên quái vật Supika Banki. Trong chiến đấu, Ganpado sẽ sử dụng một nòng súng ở ngay phần đầu cơ khí để tấn công kẻ thù. Không rõ các cơ khí khác thì như nào, còn đối với Ganpado đã tuyên bố rằng anh ta không bao giờ hết đạn, cũng như có thể bắn vô thời lượng miễn là anh ấy có đủ can đảm. Cũng giống như engine Basion, engine Ganpado có thể bắn ra một chùm tia laser mang năng lượng màu tím tới một mục tiêu chỉ định. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Ganpado sẽ tạo thành cánh tay phải cho robot Ganpario. Ngoài ra, không giống như các cơ khí khác, tên gọi Ganpado hay là Gunford của cơ khí này là sự ghép nối giữa từ Gun là súng và từ Surford là tên của giống chó Đức. Cơ khí thứ 6 là engine Kiarigeta. Cơ khí này không thuộc quyền sở hữu của riêng bất cứ ai và được ra mắt trong tập 7 của phim. Engine Kiarigeta trông có phần khá giống với một chiếc xe container, nhưng nó được thiết kế theo hình dạng của một con cá sấu mang màu da cam. Không giống như các engine khác, Kiarigeta là người của bộ tộc Giant. Đây là một gia tộc truyền thuyết của các engine. Họ to lớn và mạnh mẽ hơn các engine thông thường rất nhiều. Kiarigeta mang cho mình một tính cách tôn nghiêm và có phần rất coi trọng danh dự của một engine. Điều này như để biểu thị về một bản tính của các võ sĩ đạo samurai ở Nhật Bản, vì danh dự và uy nghiêm cũng là hai thứ mà họ luôn coi trọng hàng đầu. Khi lần đầu ra mắt, Kiarigeta đã tấn công Ganpado và Bureka chỉ vì họ đang để các chiến binh điều khiển. Anh ta coi con người là những sinh vật bé nhỏ và linh hồn của anh ấy nhiệt huyết hơn tất cả những người bọn họ. Chính vì thế anh ta chẳng cần tới cái gọi là chiến hữu. Tuy nhiên, chỉ cho đến khi chứng kiến khoảnh khắc sinh tử đối với các engine và các chiến binh vẫn một lòng nguyện đồng sinh cộng tử vì họ, Kiarigeta mới nhận thấy ngọn lửa nhiệt huyết mà các sinh vật nhỏ bé ấy đang có cũng chẳng thua kém gì với anh ta, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều. Kể từ đó, anh ấy đã tin tưởng và trở thành một chiến hữu thân cận để đồng hành cùng với Ganpei và Hanto. Trong chiến đấu, thân xác to lớn của nó sẽ là công cụ để chống đỡ mọi đòn tấn công của đối phương. Hoặc anh ta còn sở hữu cho mình một phần miệng khá to và dài,
Khi cần thiết, anh ấy có thể cắn nát và đốt chửng bất cứ thứ gì gần miệng của mình. Đặc biệt hơn cả là khi Arigata cũng có khả năng nâng phần giữa của mình lên trên như một con rắn và điều động phần đầu để tấn công mục tiêu. Theo lời kể của Baruka, từ xa xưa, tộc Giant đã có năng lực hợp thể với vô số các engine khác và vì thế khi Arigata không cần tới người điều khiển. Không chỉ vậy, mang ngoại hình của một chiếc xe vận chuyển nên làm sao mà có thể thiếu đi được lợi thế là khả năng mang vác khi cơ khí này còn có thể chở thêm tối đa là 2 engine nữa ở bên trên thân của mình, điển hình là Ganbado và Baruka. Mỗi khi cần thiết, mặt phẳng trên lưng của Kiarigata sẽ được sử dụng tương tự như một bệ phóng, giúp cho các engine khác có thể lấy đà và lao lên trên không. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Kiarigata sẽ tạo thành cơ thể chính cho robot Ganbario. Cơ khí thứ 7 là engine Toripura. Đây là cơ khí cá nhân của riêng chiến binh Go On Gold, ra mắt trong tập 15 của phim. Engine Toripura mang ngoại hình của một chiếc máy bay trực thăng, nhưng nó được thiết kế theo hình dạng của một con gà trống. Toripura là một trong hai engine thuộc bộ tộc có cánh, được gọi là Wingujoku. Chủng tộc này rất hiếm có ở thế giới máy móc, họ được sinh ra với bản năng bay lượn. Thực chất, trong quá khứ, Toripura và một người bạn nữa cũng đang truy đuổi một tên quái vật, được gọi là Hidame Kimedesu, và họ đã theo hắn tới tận trái đất. Và đây mới chính là hai engine đầu tiên bước chân lên thế giới của loài người, trước cả Spidoru và các cơ khí khác. Tại nơi đây thì họ đã tìm thấy cho mình hai chiến hữu phù hợp, đó là Hiroto và Miu. Sau đó họ đã đưa hai chiến hữu của mình về lại thế giới máy móc để thực hành huấn luyện và trở thành các chiến binh Go On Wingusu. Điều này có thể là minh chứng cho việc sự ra đời của đội nhóm Go On Wingusu là có trước cả 5 thành viên trong đội nhóm của Go On Joy nhỉ. Quay trở lại với cơ khí Toripura, trong đời thường anh ta sở hữu một tính cách khá sôi nổi và hay đùa cợt. Điều bất ngờ hơn cả là Toripura còn được mệnh danh là bậc thầy của các trận chiến trên không. Trong chiến đấu, anh ta có thể đeo bám đối thủ bằng một cách dai dẳng. Hoặc ngược lại, Toripura cũng có thể trở thành một mục tiêu mà khiến cho kẻ thù không thể nào bắt kịp tới. Khi tấn công, hai tay pháo tên lửa hai bên vai của anh sẽ là công cụ đắc lực trong mỗi cuộc chiến, khi nó sẽ bắn liên tiếp ra những loạt đạn về phía đối thủ. Khi ở trạng thái kết hợp chính, Toripura sẽ tạo thành cánh tay phải cho robot Seikyo. Ngoài ra, giới tính của Toripura là một nguyên nhân khiến nhiều người nhầm lẫn, và trong đó có mình. Vì đơn giản thôi, giọng của Toripura được lồng tiếng bởi một nữ diễn viên có tên là Ishikawa Shizuka, nhưng trên thực tế, cơ khí này là giới tính nam, có lẽ vì đây là một chất giọng phù hợp với một chàng trai khi còn quá trẻ chăng? Trong thế giới của Super Sentai, Toripura là cơ khí thứ hai được lai giữa hai mô típ là máy bay trực thăng và động vật, sau cơ khí Shinobi Machine Tenkujin từ series Hurigenger. Cơ khí thứ 8 là engine Zetorasu. Cơ khí này thuộc quyền sở hữu của riêng chiến binh Go On Silver, ra mắt trong tập 15 của phim. Kết cấu của Zetorasu trông có phần khá giống với một chiếc máy bay phản lực và nó được thiết kế theo hình dạng của một con hổ có màu đen. Zetorasu là một engine mang tính cách điềm tĩnh và có phần khá nghiêm nghị như một người lính. Anh hay gọi Mew là Buddy và cũng thường có xu hướng nói những câu tiếng Anh như No problem, Buddy. Đây cũng chính là cơ khí thứ hai của bộ tộc engine có cánh và là người bạn song hành cùng Toripura trong mọi mặt trận. Nếu nói về tốc độ thì Zetorasu có phần nhỉnh hơn rất nhiều so với người bạn Toripura, bởi vì các bạn cũng biết đấy, là máy bay phản lực mà lại so với trực thăng thì cái nào nhanh hơn rồi nhỉ? Trong chiến đấu, Zetorasu sở hữu một khả năng tấn công đáng kinh ngạc, khi anh ta có thể sử dụng chiêu thức tạo ra phân thân ảo ảnh để gây nhầm lẫn cho kẻ thù. Khi cần thiết, phần miệng của cơ khí cũng có thể bắn ra một viên đạn tên lửa. Điều đặc biệt là viên đạn này được hoạt động như một loại đạn đuổi, khi nó sẽ truy tìm các mục tiêu di động ở khoảng cách xa và lao đến chúng để hủy diệt từng tên một. Khi ở trạng thái kết hợp chính, Zetorasu sẽ tạo thành cánh tay trái cho robot Seikyo. Ngoài ra, tên gọi Zetorasu của cơ khí này là sự kết hợp giữa từ Jet, máy bay phản lực và từ Tora trong tiếng Nhật có nghĩa là con hổ. Cơ khí thứ 9 là engine Zanboeru. Cơ khí này không thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai và được ra mắt trong tập 19 của phim. Engine Zanboeru mang ngoại hình một chiếc máy bay nhưng nó được thiết kế theo hình dạng của một con cá voi xanh. Trong quá khứ, Zanboeru là người thầy của Hiroto và Miu. Anh cũng chính là người đã huấn luyện chiến đấu cho họ khi còn ở thế giới máy móc. Sau này khi tới thế giới con người, anh ấy nhận thấy sự nhiệt huyết đi kèm là phong cách chiến đấu đầy cảm xúc đến từ đội nhóm Go Wonder, nên Zanboeru đã quyết định trở thành người cố vấn chính luôn cho cả đội nhóm Go Wonder. Như đã giới thiệu, Zanboeru còn chính là người đã thiết kế ra Bon 3. Chỉ sau khi anh ta nhận ra rằng khi các engine tồn tại ở thế giới con người thì việc cần tới các chiến hữu là điều rất quan trọng. Nhằm hỗ trợ cho việc tăng cường mối liên kết cũng như đồng nhất sức mạnh của engine với các chiến hữu, Zanboeru đã tạo ra các loại vũ khí và thiết bị biến đổi cho đội nhóm Go Wonder và Go Wingu. Trong đời thường, lý do mà engine Zetorasu thường hay gọi Zanboeru với biệt danh là anh hùng cựu chiến binh hoặc chỉ huy không quân cũng là bởi vì Zanboeru rất nổi tiếng về trí tuệ và kỹ năng của mình. Trong chiến đấu, Zanboeru sở hữu cho bản thân khá nhiều các chế độ và khả năng đặc biệt. Tất cả quá trình đều được thực hiện bằng các thông báo tương ứng. Có lẽ vì do Zanboeru là một cơ khí to lớn nên khả năng phòng vệ cũng là tương đối cao, khiến cho các đòn tấn công đến từ những tiên linh quái vật chẳng gây hiến gì với anh ta. Ngược lại, chúng còn bị Zanboeru hủy diệt nhanh chóng bằng cách nuốt chửng bất cứ lúc nào trên bầu trời. Hoặc anh ta cũng có thể tấn công kẻ thù bằng cách bắn ra hàng loạt tia laser mang năng lượng màu xanh dương từ một số điểm trên cơ thể. Không chỉ vậy, mỗi khi cần thiết, Zanboeru còn có thể kích hoạt chế độ phản lực cho bản thân bằng cách quay ngược phần đầu xuống phía dưới và tách chiếc đuôi ra thành hai mảnh rồi cắm sát vào mỗi bên cánh,
Lúc này hình dạng của một chiếc máy bay phản lực đã được hình thành. Khi tấn công, tốc độ của Zanboidu sẽ được tăng cường hơn trước rất nhiều, đến mức nó có thể phát ra một ngọn lửa dữ dội xung quanh bản thân để đốt cháy những kẻ thù mà anh ta bay qua. Trong một số trường hợp, Zanboidu có thể phun ra những tia nước từ lỗ thổi ở phần trên cơ khí nhằm dập tắt các đám cháy lớn hay hỏa hoạn. Không giống như các engine thông thường, Zanboidu có thể xuất hiện bên trong bất kỳ một máy chiếu hoặc thiết bị biến thân hay hình ảnh ba chiều nào đó, ngay cả khi engine Soru của anh ta không được đưa vào chúng. Lý do là bởi vì, với tư cách là một người cố vấn, Zanboidu sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào nếu có đồng đội cần tới sự hướng dẫn của anh ta. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Zanboidu sẽ tạo thành cơ thể chính cho robot Seikubo. Ngoài ra, Zanboidu cũng là cơ khí đầu tiên được dựa trên hình ảnh của một con cá voi trong lịch sử của Super Sentai, và đây còn là cơ khí đầu tiên đã trở thành người cố vấn cho cả nhóm chế độ Sentai. Zanboidu là engine duy nhất không có mô hình đời thực và chỉ được nhìn thấy trong CGI, có lẽ bởi vì do kích thước của cơ khí này không thực tế so với phim trường. Cơ khí thứ 10 là engine Kisamotsu. Đây là cơ khí phụ của Gohan Red, được ra mắt trong tập 32 của phim. Ngoại hình của engine Kisamotsu trông có phần khá giống với một chiếc đầu máy xe lửa và nó được thiết kế theo hình dạng của một con voi ma mút. Như được biết, thế giới con người từng được gọi là thế giới của khủng long. Trong thời điểm quá khứ vào khoảng 65 triệu năm về trước, ở thế giới máy móc, có ba engine đã truy đuổi một tên quái vật Gaiaku có tên là Horon Derutaru tới tận thế giới của con người, và hắn chính là kẻ đã tiêu diệt toàn bộ các loài khủng long trên trái đất. Nhằm ngăn chặn các cuộc xâm lược tàn bạo mà hắn có thể gây ra tiếp theo, ba engine đó đã liều mình để chiến đấu chống lại hắn, và kết quả là họ cùng hy sinh bản thân để phong ấn tên quái vật và bị hóa thành chung với hắn. Kể từ đó, họ đang ngủ yên trong lòng đất. Mãi cho đến thời điểm ngày nay, bằng một cách thần kỳ nào đó, họ đã bỗng dưng được hồi sinh và xuất hiện trở lại. Chính vì thế, Kisamotsu cùng với hai engine đi kèm, họ được coi là những engine cổ đại, hay còn được hiểu là tổ tiên của các engine bây giờ. Sự xuất hiện của Kisamotsu luôn đi kèm với hai engine ở phía sau, rồi tạo ra các hào quang chói sáng khi di chuyển. Chính điều này đã khiến cho nhiều thế hệ con người trong thời cổ đại đã lầm tưởng và gọi đó là con rồng vàng. Cũng khá giống so với một số các engine khác ở chỗ, khi lần đầu tiếp cận con người, Kisamotsu không ưa gì những sinh vật bé nhỏ. Chỉ cho nên khi anh ta bị lay động trước những lời khẩn cầu đến từ Spidoru. Bởi vì suy cho cùng, con người cũng mang lại cho các engine những nguồn sức mạnh vô hình, kèm theo đó là một lòng can đảm vô hạn mà các chiến hữu luôn sẵn sàng thể hiện. Tất cả những điều đó đã khiến cho Kisamotsu cùng hai người đồng hành nhận ra được giá trị của cái gọi là đồng đội. Kể từ đó họ mới chấp nhận và trợ giúp cho các chiến binh để cùng nhau chống lại thế lực Gaiaku. Kisamotsu mang cho mình một bản tính ôn hòa và không bao giờ muốn tỏ ra thô bạo. Tương tự với khát vọng bảo vệ thế giới như các hậu duệ engine của mình, tinh thần chính nghĩa và sẵn sàng chiến đấu vì công lý đã luôn có sẵn trong tiềm thức của Kisamotsu. Có lẽ bởi vì nguồn gốc từ xa xưa nên Kisamotsu chỉ có thể giao tiếp bằng những tiếng gầm giống như loài voi ma mút, chứ không thể nói chuyện thành thạo như các engine bây giờ. Tuy nhiên thì giống loài engine lại có một đặc tính, đó là ngay cả khi không dùng lời nói thì họ vẫn có thể hiểu được những thông điệp cơ bản mà đối phương muốn truyền tải. Trong chiến đấu, điều kỳ lạ hơn so với một chiếc đầu máy xe lửa đó là Kisamotsu còn có thể di chuyển lắt léo ở trên không bằng một cách thuần thục. Sở hữu cho mình một thứ sức mạnh vượt trội hơn hẳn so với các engine thông thường, Kisamotsu hoàn toàn có thể xô đổ, thậm chí là đâm nát mọi vật thể cản đường anh ta. Khi cần thiết, chiếc vòi ở phần đầu cơ khí sẽ phun ra một làn sương lạnh làm nóng băng mục tiêu. Thậm chí, nó còn có thể tạm thời biến một khu vực xung quanh thành một vùng đất hoang lạnh giá. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Kisamotsu sẽ tạo thành thân, đầu và cánh tay cho robot Kyoretsuo. Ngoài ra, tên gọi Kisamotsu của cơ khí này là sự kết hợp giữa từ Kisa, là viết tắt của từ Kigansa, có nghĩa là đầu máy trong tiếng Nhật, và từ Motsu hay Mot, được viết tắt bởi từ Mammoth, là tên của loài voi đã bị tuyệt chủng từ lâu. Cơ khí thứ 11 là engine Tirain. Đây là cơ khí phụ của Gohan Red, nó đi kèm với engine Kisamotsu ra mắt trong tập 32 của phim. Ngoại hình của engine Tirain trông có vẻ giống với một chiếc đầu tàu điện và nó được thiết kế theo hình dạng của một loài khủng long đã bị tuyệt chủng từ lâu, đó là Tyrannosaurus Rex. Vì là một cơ khí phụ tá cho engine Kisamotsu nên Tirain chẳng được đề cập quá nhiều về mặt nội dung của bản thân. Nhưng có lẽ chúng ta cũng có thể dễ dàng đoán được, khi mà cơ khí đã dựa theo hình ảnh của loài khủng long bạo chúa thì khả năng tấn công của nó chắc chắn không phải dạng vừa. Điển hình ở một phân cảnh ngắn ngủi, Tirain đã tách ra khỏi Kisamotsu và lao đến kẻ thù một cách nhanh như chớp để táp hắn bằng hàm răng sắc nhọn. Không những thế, nó còn vật ngã đối thủ ngay tức khắc. Bởi vì có nguồn gốc nguyên thủy nên Tirain cũng chẳng thể giao tiếp được, anh ta chỉ có thể ú ớ tiếng gầm tương tự như loài khủng long bạo chúa. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Tirain sẽ tạo thành chiếc chân phải cho robot Kyoretsuo. Cơ khí thứ 12 là engine Kirain. Đây là cơ khí phụ của Gohan Red, nó đi kèm với engine Kisamotsu ra mắt trong tập 32 của phim. Ngoại hình của Kirain cũng na ná với chiếc tàu điện, nhưng nó được thiết kế theo hình dạng của một loài tam giác long, đó là Triceratops. Tương tự như Tirain, Kirain là một cơ khí phụ tá thứ hai của engine Kisamotsu và anh ấy cũng không được đề cập riêng về đời tư cá nhân. Thoạt nhìn qua thì mình có thể chắc chắn rằng anh ấy là một cơ khí rất trải đời khi có tận 3 cái sừng ở phần đầu. Mình đùa thôi. Tuy nhiên ở một phân cảnh ngắn ngủi thì anh ấy lại tấn công đối thủ bằng hàm răng móm của mình thay vì sử dụng đến những chiếc sừng ấy. Và tất nhiên, Kirain cũng chẳng thể nói chuyện được, anh ta chỉ có thể phát ra tiếng gầm tương tự như loài tam giác long. Khi ở trạng thái kết hợp cơ bản, Kirain sẽ tạo thành chiếc chân trái cho robot Kyoretsuo. Cơ khí thứ 13 là engine Maharukon. Cơ khí này không thuộc quyền sở hữu của riêng bất cứ ai và được ra mắt trong tập 35 của Serigo Kaiser. Engine Maharukon mang ngoại hình của một chiếc xe đua công thức 1,
và nó được thiết kế theo hình dạng của một con chim ưng. Maharuko là con trai của Engine Spidoru và Engine Berubi. Với tư cách là một Engine hậu duệ, cậu ta tượng trưng cho con số 13. Sinh ra trong một thời gian sau các sự kiện của Gowanger, Maharuko được biết đến là một kẻ phạm pháp. Cậu ta căm phẫn cha mẹ vì đã không có nhiều thời gian ở bên. Chính vì thế, Maharuko đã dành toàn bộ thời gian của mình để tung hoành khắp các đường phố trong thế giới máy móc, xô sát với tất cả mọi người trên đường nhằm bày tỏ sự chán đời của mình. Trong khi đó, thế giới con người đang gặp nguy hiểm bởi tên quái vật Babachido, mà đội nhóm Gokaiger lại không thể quay về trái đất do họ đã bị lừa tới một chiều không gian khác bởi âm mưu của hắn. Chính vì thế, đội nhóm Gokaiger và các Engine đã cùng nhau tiến tới thế giới máy móc nhằm tìm sự trợ giúp đến từ Maharuko. Vì cậu ta là một Engine rất mạnh và chỉ có cậu ấy mới đủ khả năng để đâm xuyên qua mọi vật cản không gian, giúp họ quay về trái đất. Tuy nhiên thì khi đến nơi, thái độ của cậu ta lại rất ương bướng và không chịu giúp đỡ. Chỉ cho đến khi các chiến binh Gokaiger đã làm cho Engine trẻ trâu này khuất phục và chịu thua trước họ, Maharuko mới giải thích lý do cho những thái độ của mình trước đó là bởi vì cậu ta ghen tị với cha mẹ của mình. Họ luôn có những mục tiêu và lý tưởng chiến đấu nhất định, còn Maharuko thì lại chẳng có gì để chiến đấu cả. Sau đó, cậu ấy đã ngỏ lời muốn đồng hành cùng với nhóm chiến đội Gokaiger để nhằm tìm ra lý tưởng chiến đấu riêng cho bản thân, và điều ấy đã được cô Kairet chấp nhận. Kể từ đó trở đi, Maharuko đã chính thức lựa chọn đội nhóm Gokaiger để làm những chiến hữu tri kỷ cho mình. Mỗi khi triệu tập ở thế giới con người, Maharuko cũng giống như vô số các Engine thông thường, khi nó sẽ tách ra thành hai phần là Engine Castor và Engine Soru. Tuy nhiên thì kích cỡ của hai mảnh này là khá lớn và nó chỉ được thể hiện trạng thái chèn vào nhau thông qua Robo Gokaio. Trong chiến đấu, cũng giống như người cha Spidoru, Maharuko sở hữu cho mình khả năng bay lên không trung bằng cách gập bốn bánh xe xuống. Đi kèm với đó là một kho vũ khí vô cùng ấn tượng đến từ bản thân, khi nó có thể bắn ra những tia laser mang năng lượng màu đỏ tới kẻ thù và phần đầu của nó. Hoặc hai bên thân cũng có thể phát ra hai chùm tia laser nhằm tiêu diệt những mục tiêu muốn tiếp cận tới. Phía sau cơ khí còn được trang bị những ống phóng tên lửa đẩy, giúp cho Maharuko có thể dễ dàng thực hiện các cuộc tăng tốc nhanh chóng. Trong một số trường hợp, những ống phóng đó còn được bắn ra những viên đạn tên lửa nhằm ngăn chặn mọi kẻ thù truy đuổi. Khi ở trạng thái kết hợp, Maharuko sẽ thay thế cho đôi chân của Robo Gokaio để làm phương tiện di chuyển cho Robo có thể ngồi lên. Hoặc đối với sự kết hợp để trở thành Kanzen Gokaio, thì Maharuko sẽ tạo thành đôi chân, ngực, bàn tay trái và phần đầu cho Robo. Ngoài ra, không giống như 12 Engine tiền nhiệm trước của anh ta, Maharuko chưa bao giờ được nhìn thấy ở dạng linh hồn. Thật trùng hợp khi mà Maharuko tượng trưng cho số 13, đây chính là sự kết hợp của số 1 Subiru và số 3 Berubi. Tên gọi Mark heo con của cơ khí này là sự kết hợp giữa từ Mark là một đơn vị đo tốc độ và từ Falcon là tên của loài chim ưng. Tuy nhiên thì mô típ chim ưng trong thiết kế cơ khí của anh ta thì lại không được rõ ràng cho lắm. Câu nói Buddy Buddy của Maharuko trong phim bắt nguồn từ cụm từ tiếng Nhật, có nghĩa là tràn đầy năng lượng và hoàn thành nhiệm vụ. Chưa kết thúc đâu, ngoài 13 engine kể trên, trong tập phim đặc biệt của Gowanger mang tên Engine Sentai Gowanger Bồng Bồng Bang Bang Gekijo Bang, vẫn còn có sự xuất hiện lần đầu của 3 engine nữa. Đó là Engine Retsutaka, Engine Shishinoshin, cuối cùng là Engine Tsukinowa. Thực chất, ba cơ khí này đều là những phiên bản làm lại của 3 engine là Spidoru, Basuon và Berubi, chỉ khác đôi chút về thiết kế và màu sắc. Tập phim này được chiếu tại rạp, nói về thời điểm trong phim thì là vào khoảng giữa tập 24 và 25 trong mạch phim chính. Tóm tắt sơ qua thì ba cơ khí này đều là những engine du mục, hay còn được hiểu là những động cơ lang thang gì đấy. Họ du hành qua rất nhiều các chiều không gian khác nhau với nguyện vọng chỉ mong muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Và rồi khi dừng chân ở thế giới Samurai, ba engine này đã bắt gặp một vị hoàng hậu có tên là Maki. Cô ta ngỏ ý có thể giúp bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn như ý nguyện. Tuy nhiên thì cô ta đã cho các engine lang thang ăn một cú lừa to. Khi mà đã thuyết phục bọn họ phải chấp nhận mất đi trái tim của mình thì mới có thể đạt được những thứ sức mạnh lớn. Sau đó ba người họ đã bị tách phần hồn, tức là engine Soru, ra khỏi phần cơ thể là engine Castor. Và cô ta đã lấy đi 3 engine Castor của bọn họ rồi bỏ đi mất, để lại 3 engine Soru lưu lạc ở lại. Thực chất mục đích của Maki chính là sử dụng các engine Castor của họ nhằm xây dựng ra một đế chế riêng cho cô ta, bằng cách xóa bỏ mọi cảm xúc của các cư dân trong thế giới Samurai, chỉ để lại những cơn thịnh nộ và bạo lực cho họ. Cũng bởi vì các engine lang thang đã bị lấy đi một phần thể xác, nên buộc họ phải biến đổi từ linh hồn động cơ thành hình dạng giống như một con người, nhằm chờ một ngày nào đó có thể đoạt lại được các engine Castor của bản thân từ tay của vị hoàng hậu Maki. Câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao, cách kết như nào thì xin mời các bạn xem phim để hiểu rõ hơn. Cuối cùng, để nói về hình dạng cơ khí thì ba engine này trong toàn bộ tập phim thì cũng không có quá nhiều đất diễn. Họ chỉ được thể hiện thông qua một vài đoạn hội thoại ngắn ngủi, chủ yếu là xuất hiện với hình ảnh khi đã kết hợp thành Robo Engine Daisogan. Và đương nhiên, cách thức hợp thể của họ cũng hoàn toàn giống với bộ ba engine thông thường. Vậy là trên đây, mình đã tổng hợp xong toàn bộ các cơ khí của trong series Engine Sentai Gowanger rồi. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo của kênh mình nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn.